vẫn trôi chảy theo thời gian. Nhưng đáng thương cho những người tu không gặp được minh sư, không được khai ngộ, mãi mãi tu sai pháp. Đó là cuộc đời của chúng con. Trước khi gặp tôn sư, chúng con đến với đạo bằng một cách căn lành, rồi cứ tùy duyên trên bước đường tu cũng tu, nhưng vì tu không đúng pháp cho nên như lời thầy thường dạy, tu sai pháp mắc quả báo. Chúng con cũng tự cảm nhận điều đó. Và từ khi được gặp thầy cho đến nay, chúng con thay đổi tầm nhìn từ sự hướng dẫn của tôn sư. Chánh pháp của Đức Phật vẫn còn nguyên trong Tam Tạng giáo điển. Người tu sai pháp thì không phải ít, cho nên cuộc tu hành của chúng con trước đây cứ mãi buồn phiền và đau khổ, đó là lỗi của chúng con, do chúng con không nhận được cuộc đời. Và hôm nay cũng một giáo lý tứ diệu đế là một bài pháp, nếu nói trên văn tự và ngữ ngôn thì chắc chắn rằng không ai không hiểu, nhưng mà đạt được phần thâm sâu để đi vào cuộc đời tu tập, giải quyết những cái tồn đọng của chính mình và xây dựng những điều mà chúng con chưa đạt. Mặc dù vẫn là giáo lý tứ diệu đế, nhưng hôm nay chúng con cảm nhận được từ sự tâm đắc của tôn sư, chúng con cảm nghe chúng con rất hạnh phúc, lúc nào cũng được tắm mình trong suối pháp từ bi của Đức Phật qua sự giáo dưỡng của tôn sư. Ngài là hiện thân của chư Phật, hiện thân của Bồ Tát. Từ những quay nghi vi tế, chúng con thấy Ngài rất kiên vô. Từ những tuệ giác cao thượng, từ thân cho tới tâm, từ cuộc sống đời thường cho tới cuộc đời phạm hạnh, nhất nhất đều là những tấm gương cao cả để cho chúng con noi theo và tu tập. Ngày hôm nay, với thời gian thật ngắn ngủi, chúng con đón nhận những dòng pháp nhũ này. Chúng con cảm nghe mình có một sự thay đổi lớn. Và những ngày kế tiếp đây, chúng con nguyện hứa trước tôn sư tiếp thu những lời dạy này và biến thành sở hành để xứng đáng là một người được thọ học từ tôn sư, cũng là khỏi cô phụ đi một đời xuất gia tu học của chúng con. Trong kiếp ngàn đời, chỉ có một con đường tu học cho trọn vẹn mới có thể đền ơn của thầy được, những của báo mà thầy đã cho chúng con. Chúng con nguyện sẽ ôm ấp nó, chọn một hành trình tu học cho đến ngày công viên quả mãn. Trước từ dung của tôn sư, chúng con có bao nhiêu ngôn ngữ cũng không thể nào nói cho hết được tấm lòng tri ân cao cả của chúng con. Và trong giờ phút này thật trang nghiêm, thật thanh tịnh, lòng chúng con đang hướng về tôn sư chí thành lệnh lễ. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ tôn sư sắc thân kim cố, đạo nhãn viên minh, mãi mãi là thuyền từ, là đạo thọ, là tuệ đăng để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Ngày nào chúng con còn sống dưới sự hộ niệm của tôn sư, ngày đó đạo nghiệp chúng con sẽ được thắng qua. Toàn thể ni chúng và đạo tràng Phật tử chúng con xin chí thành lệnh lễ tri ân tôn sư, nguyện ngày từ bi
mẫn nạp cho chúng con được ân thêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay là tà dại thì cái nhà giống nhau, nhưng mà cái người ở trong nhà nó quan trọng.
thì cái thân ngũ uẩn này bên ngoài cũng giống nhau, nhưng mà cái chân linh bên trong đó thì tất cả mọi người chúng ta đó đều khác nhau, sai biệt chỗ đó. Vì vậy mà cái người tu đó đầu tiên đó, đứng về cái mặt mà sanh diệt hay là sai biệt pháp đó, chúng ta phải thấy vậy, thấy nó có một cái sai biệt, mà cái sai biệt đó, sai biệt bên trong đó, còn ngày qua còn không thấy được cái bên trong mà chỉ nhìn cái bên ngoài không đó, thì ta nói tại sao cái người này dở, cái người này không làm gì hết mà người này lại là được tôn trọng, lại được giàu có, đó là thấy kiểu thông thường. Còn thấy bên trong có nghĩa là ta thấy cái phước đức của người đó, ta thấy cái trí tuệ của người đó, ta thấy cái năng lực của người đó, thì cái phần này nó mới là phần quan trọng. Tức là thấy theo đạo là thấy như vậy. Nên tôi hồi còn nhỏ theo học với Hòa Thượng Thích Tịnh, tôi nói với Hòa Thượng Thích Tịnh là sao con không thấy Hòa Thượng làm gì hết. Hòa Thượng Thiền Hoa đó thì làm việc không biết mệt, không biết nghỉ, còn Hòa Thượng Thích Tịnh đó thì cái trường học nó không làm gì hết. Tôi thấy vậy tôi mới thắc mắc, tôi hỏi thì Hòa Thượng mới nói với tôi đó, nữa ông lớn lên rồi ông biết. Tại Hòa Thượng không cắt nghĩa, không giải thích, mà chỉ nói một câu đó là mai mốt ông lớn rồi ông biết. Thì quả từ tới 60 tuổi thì tôi mới biết cái này. Tôi giữ cái thắc mắc này đó, ở trong cuộc đời của mình trên 30 năm, tới 60 tuổi tôi mới nhận ra được cái cốt lõi của đạo là từ đó. Lớn lên rồi ông biết, tu rồi ông biết, hay đắc đạo rồi ông biết. Cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng nhất ở trong cuộc đời. Còn nếu mà không lớn lên trong đạo, không đắc đạo, thì ta thấy trên thế gian thì cái chuyện tu hành của chúng ta nó không có kết quả. Thì tới chuyện lớn lên đó, biết, thì cái này biết cái gì? Thứ nhất đó, là tôi biết được gọi là Bồ Tát Đa Hạnh, cái này là hạnh. Nên trên cuộc đời này nó có những cái con người mà lặn lội đi khắp ngang ngang cùng ngõ hẻm để mà trước pháp độ sanh, nhưng mà nó cũng có những con người ngồi yên. Cái quân bằng của xã hội là vậy. Ở trong cái thế giới này nó có một cái trật tự của nó, cho nên nếu tất cả đều làm hết thì cũng hư việc, mà tất cả đều yên lặng hết thì cũng hư việc. Nên là tất cả đều yên lặng hết thì chúng ta trở về với thế giới bản thể gọi là Bồ Tát, tức là không làm gì thì nó cũng không phải. Nhưng mà tất cả đều làm hết, động mất gốc ở trong, thì cái này nó cũng hư việc. Cho nên trong Phật giáo chúng ta có những cái thời kỳ mà nó biến động rất lớn. Tại sao vậy? Vì những nhà lãnh đạo nó tâm động động động. Cho nên những nhà lãnh đạo tâm động động, cho nên cảnh vật động, thế giới động. Cho nên nói tới đây tôi nhớ tới cái lời nói của Tổ Huệ Năng khi mà tới nghe Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ đây khi mà Pháp Sư giảng kinh ở trước chùa có cái cột phướng, rồi gió thổi, phướng bay, thì trong đại chúng mới cãi nhau. Một người thì nó là phướng động, một người thì nó là gió động. Tại nếu không có gió thì phướng đâu bay. Hai bên nó cãi nhau không ngừng. Thì Tổ Huệ Năng nó là không phải phướng động mà cũng không phải gió động. Thì mấy thầy mới hỏi, à vậy cái gì động? Thì Tổ Huệ Năng nó tâm cái không động. Cho nên khi mà Tổ Huệ Năng nói tâm các ông động đó, thì Ngài Ấn Tông Pháp Sư đang thuyết kinh Pháp Hoa trên tòa đó, bước xuống mà sụp lại Bồ Tát. Tức là coi Tổ Huệ Năng là Bồ Tát, lúc đó Tổ Huệ Năng chưa xuống tâm. Cho nên Ngài Ấn Tông Pháp Sư lại, Tổ Huệ Năng ba lại, coi như là Ngài là Bồ Tát khai tâm. Cho nên Ngài Huệ Năng đó, mới lại ngược trở lại Ấn Tông ba lại để cầu truyền pháp tướng. Đây là điều quan trọng nhất. Tôi rất là tâm đắc với điều này.
Cho nên cái hình thức ở bên ngoài và cái tu chứng ở bên trong, cái phần này đều có giá trị hết. Ấn tông lại huệ năng là lại ở cái chỗ tâm chứng ở bên trong, thì nhận ra được là tâm động chứ không phải là vật động. Đây là gì? Tâm sanh pháp, tâm sanh lên vạn pháp. Cho nên tâm chúng ta không yên thì tất cả các pháp nó đều biến động hết. Cho nên những nhà lãnh đạo mà tâm dao động, tâm tham lam, tâm chấp trước, tâm sân hận, tâm thù nghịch, tâm kiêu ngạo, thì ở trong xã hội này nữa trùng trùng duyên khởi. Tất cả những cái xấu nó đều theo đây hiện ra hết. Là người ta cố ta dẹp những cái xấu này, mà càng cố dẹp bao nhiêu thì những cái xấu, cái ác này nó phát triển mạnh. Trong chùa chúng ta cũng vậy, ở ngoài xã hội cũng vậy, mà ở trong chùa nó quan trọng hơn. Nên nhiều năm sống trong đạo, ở trong chùa, ở trong trường, tôi thấy có các vị giám viện, có các vị viện chủ, có các vị trụ trì lên chức vị đó, thì bao nhiêu việc xảy ra. Nhưng mà có vị đó lên thì mọi việc nó trở thành yên ổn. Đó là cái việc rất quan trọng. Cho nên chúng ta nhìn ta thấy cái người mà lên chức vị, tức là lãnh trách nhiệm, yên ổn hay là chao đảo, là từ cái chỗ này, từ cái chỗ tâm động. Đó là cái việc quan trọng nhất mà tăng ni của chúng ta cần phải lưu tâm. Thì như vậy đó, tôi mới nhận ra được Hòa Thượng Trí Tịnh tại Ngài sợ nhất là cái gì? Tâm động. Cho nên Ngài có cái pháp danh là Trí Tịnh, nó phải lấy cái tịnh làm chính, lấy cái tâm yên tĩnh làm chính. Cho nên trên bước đường tu của Hòa Thượng ít bao giờ rời khỏi thiền thất, là tại vì Ngài sợ động. Nhưng mà cái người lãnh đạo mà động đó, thì cả giáo hội chúng ta động. Cái người lãnh đạo đó mà tin đó, thì cả giáo hội đều tin. Cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cho nên đó, Hòa Thượng lãnh đạo giáo hội, nhưng mà Hòa Thượng ngồi yên một chỗ, thì nhờ cái Hòa Thượng ngồi yên đó, tôi mới có điều kiện đi thuyết pháp các nơi. Thế là từ một cái tịnh mà biến sang cái thế động. Cái động này đó là phát xuất từ tịnh. Cái động này đó là phát xuất từ cái lãnh đạo yên tĩnh. Cho nên nó từ cái yên tĩnh này phát lên cái động. Mà cái động đó, đó là động từ yên tĩnh ra. Cho nên cái này nó trở thành là pháp. Nếu không có Hòa Thượng Trí Tịnh ngồi yên trong thiền thất thì tôi cũng không thể đi đó đây mà thuyết pháp được. Đó là cái việc rất quan trọng. Ở cái mặt tịnh của sự vật, ở cái mặt động của sự vật, thì trong lúc đó cái mặt tĩnh cái này quan trọng hơn. Thế nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, ta sống ở trong cái thế giới động loạn. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó, tôi muốn nhắc cho Ni trưởng, ni sư cũng như toàn thể đại chúng, trong cái thế giới động loạn mà làm sao tâm chúng ta vô động. Cái này là quan trọng nhất đấy. Trong cái thế giới động loạn làm sao cho chúng ta vô động đó, thì là chính. Thì cái vô động này đó, nó có hai cách mà trên bước đường tu chúng ta. Cái cách thứ nhất đó, Đức Phật dạy bảo là hàng đệ tử nhỏ mà ta quen gọi là tiểu thừa, tức là tránh cái sự động. Tại vì cảnh động cho nên tâm động. Cảnh tịnh thì tâm trở thành tịnh. Đây là sự thật. Vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta lên trụ A Lan Nhã. A Lan Nhã tức là cái chỗ yên tĩnh. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo đó nên cấm túc an cư ở cái vùng cách xa chỗ dân cư. Đây chính tức là cách xa chỗ dân cư. Tại vì cái chỗ dân cư đó là cái sinh hoạt của họ động, cái tâm của họ động. Cho nên cái tâm lý đó, cái sinh hoạt đó, nó sẽ ảnh hưởng vào trong cái đời sống tu hành của chúng ta. Vì vậy đó, mà cái người tu hành này đó, là cần phải sống xa cái chỗ
quần chúng cư trú. Đó là cái việc thứ nhất. Tại vì tìm cái cảnh yên tĩnh thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta dễ yên tĩnh theo. Cho nên phần lớn các thầy tỳ kheo cái thời Đức Phật đó, thì thường ở trong núi rừng, ở trong hang đá, ở trong vườn cây. Ta đã núi rừng, hang đá và rừng cây là cái gì? Là cái cảnh yên tĩnh. Nó khác với chợ. Cho nên nó chợ và chùa là hai thế giới khác nhau. Đây tất cả các cây cỏ đá, cái này là cảnh yên tĩnh, hay gọi là tĩnh Phật. Cái tĩnh Phật, ta nên nhìn vào ở trong cái rừng cây, nhìn vào trong cái khối đá, ta thấy nó là cái cảnh tĩnh. Từ cái chỗ yên tĩnh của nó kéo cái tâm hồn chúng ta yên tĩnh theo. Nên là tôi có một thời gian mà ở ẩn tu trên núi, tôi nhận ra được cái này. Rồi từ cái chỗ ở ẩn tu này đó, tôi tập sống với cỏ cây. Thế nên tập sống với cỏ cây, tập sống với hoa lá, tập sống với đá, với núi rừng. Cỏ cây, hoa lá, cát đá, núi rừng, tức là những cái chỗ đó là thích hợp cho những người mà tu hành của chúng ta. Thì lúc bây giờ đó, cái tâm của tôi nó không duyên với cảnh động, động tức là cảnh của con người. Bây giờ nó duyên với cảnh tĩnh, thì lúc bây giờ nó tâm tôi yên tĩnh theo. Ta nên tâm yên tĩnh theo, tức là làm cho cái tâm tôi không còn suy nghĩ nữa. Tại khi ta sống với người, cho nên người suy nghĩ, ta cũng suy nghĩ. Tại sao ta suy nghĩ thuận theo cái suy nghĩ của người, hay là ta suy nghĩ nghịch lại cái suy nghĩ của người? Tại nếu mà cái suy nghĩ ta thuận với suy nghĩ của người, hai cái này hợp nhau, thì cái gì? Tức là sanh lạc. Tức là sanh lạc, sanh ái. Nhưng mà cái suy nghĩ của ta mà nó không hợp với suy nghĩ của người, thì cái thầy gì? Tức là sanh sân hận, sanh buồn phiền. Thì nên trên cuộc đời này, khi ta tiếp xúc với mọi người trong xã hội đó, nó hay sanh ra hai cái này. Cho nên một là sanh buồn phiền, hai là sanh ưa thích. Cho nên buồn phiền và ưa thích cái này đều rất có trong tham và giận thích. Cho nên trong cuộc đời chúng ta đó, kẹt tham và giận. Cho nên lúc bây giờ đó, ta sống với cỏ cây hoa lá, cát đá và núi rừng, thì lúc bây giờ đó, ta cảm thấy cái cảnh này hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên những cái này nó không có phản ảnh, nó không có nói lại với ta, nó cũng không nghịch và nó cũng không thuận. Cho nên nó là tỉnh, cho nên tâm chúng ta tỉnh theo. Cho nên tâm ta tỉnh theo thì lúc bây giờ cái gì? Nó yên tĩnh, ta cũng yên tĩnh, ta cảm thấy tâm mình được đứng yên. Cái này đó là điều kỳ diệu mà tôi nhận được khi tôi sống ở trên núi rừng. Cho nên tâm ta yên tĩnh, nó cũng yên tĩnh, nó yên tĩnh làm cho ta yên tĩnh, thành ra tác động qua lại. Rồi nếu mà xa hơn một chút nữa đó, thành ra ta cảm thông được với cỏ cây, ta cảm thông được với núi rừng, ta cảm thông được với thiên nhiên và tất cả, thì lúc đó tâm hồn ta khác. Đó là cái thích hợp của người tu, cho nên lấy cái tâm yên tĩnh, đó là cái lẽ sống của chúng ta. Và nhờ cái cảnh yên tĩnh như vậy, cái tâm thầy tỳ kheo lần lần cũng tỉnh theo. Vẫn tĩnh lặng theo như là cái cảnh tĩnh lặng của núi rừng. Thì từ cái chỗ tĩnh lặng của núi rừng này đó, vô động. Cho nên đó, từ cái chỗ vô động này, chúng ta mới đi xa hơn và sâu hơn vào trong. Trong cái thế giới vô hình, tức là xa về cái linh hồn của chúng ta. Mà chỗ này đó ta gọi là chân linh. Ta đã trở về được với cái chân linh, tức là vượt ra ngoài cái suy niệm của con người bình thường. Đó là cách chúng ta tu. Thì khi mà trở về được cái thế giới chân linh rồi đó, thì cái gì đây? Ta mới nhận được. Ta nhận được cái con người chúng ta đây đó, nó có hai phần. Cái phần chân linh và cái phần vọng thức, hai cái này kết hợp lại ta gọi là linh hồn của ta. Mà cái chân linh và cái vọng thức này ta gọi là cái linh hồn của chúng ta, ta còn cái tên khác ta gọi gì? Ta gọi là hồn khôn và vía dại. Ở trong phần tâm chúng ta đó,
nó có cái phần khôn và phần dại trong đó. Cho nên người đời nó thường hay nhắc ra một câu đó, bảo là khôn hồn, khôn hồn hay là liệu hồn. Điểm này là điểm quan trọng chứ. Tu hành mà không biết liệu hồn mình thì chết rồi, phải không? Cho nên phải liệu hồn, phải lo liệu cho cái linh hồn của mình đó này. Còn cái phần hơn thua phải trái, phần vọng thức, vọng tưởng, điên đảo thì cái này quấy rầy chúng ta, không có lợi gì đâu. Cho nên trên cái bước đường tu này, cái tâm chúng ta vẫn còn gạn lọc cái khôn và cái dại, cái hồn và cái phách, hai cái này. Thế nên phách là theo sanh diệt, còn hồn là vĩnh hằng. Thì bây giờ để cái người tu làm sao mà trở về được cái trạng thái đứng yên, để cho cái phách, tức là cái vía, với dại này đó, nó không hoạt động nữa. Thế nên từ cái chỗ cái hồn khôn chúng ta, cái chỗ đứng yên tĩnh lặng này đó, mà quán qua sự vật. Ta đang quán qua sự vật đó, thì ta cũng thấy sự vật dưới cái dạng mà đứng yên, dưới cái dạng tĩnh và dưới dạng tâm của nó. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, kinh nghiệm tôi thấy vậy. Cho nên một người mà hung dữ, một người mà ngang bướng, một người kỳ khôi tới với tôi, cho nên tôi thấy đầu tiên đó, là cái tác động của họ, cái kỳ khôi ngang bướng của họ, cái lạ đời của họ đó, nó ảnh hưởng của tôi. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà cái vọng thức của tôi đó, nó tiếp nhận ngay cái ngang bướng, cái chống trái, cái kỳ khôi của họ đó, thì lúc bây giờ đó, các pháp sanh khởi lên đó, thuộc về ác pháp. Nhưng mà nếu cái này ta ở về cái trạng thái tỉnh, ta đứng sâu hơn chút, cái trạng thái thức của ta đứng yên đi, thì lúc bây giờ ta không có cái thức, cho nên cái người mà có những cái ác ý, những cái không tốt, những cái này đó, là nó chỉ đưa vào trong hư không hết. Rồi lúc bây giờ cái trạng thái đứng yên của tâm chúng ta đó, nó đi thẳng vào trong tác động vào tâm của họ. Nó tác động vào tâm của họ, cho nên cái vọng thức bên ngoài thì họ chống phá với ta. Nhưng mà cái chân tâm của họ đó, ở trong đó, thì cái họ hòa hợp với ta. Cái này tôi nghĩ là cái điều rất kỳ diệu trên bước đường tu. Có nhiều người trên thực tế ta thấy thì họ chống đối ta. Nhưng mà nếu ta vượt qua ngoài cái mức vọng tưởng điên đảo này và ta trở về được cái trạng thái tâm ta làm đạo đó, thì biến cái chống phá của họ trở thành cái hòa hợp. Đó là cái chuyện kỳ diệu. Cho nên ở trong chúng cùng nhau tu hành, tất cả quý đi trưởng, đi sư đều tập cái này. Cho nên tập cái này, cho nên tập được cái này rồi đó, thì bây giờ đó ta mới thấy được ở trong tâm thức chúng ta nó có nhiều tầng khác nhau. Nhiều tầng khác nhau nó giống như là cái trường hợp cái làn sóng điện được phát đi khác nhau. Cho nên bây giờ nếu mà họ phát đi 31 thước thì ta hạ xuống 25 thước, tức là hai cái này không bị nhiễu nhau, phải không? Cho nên ta coi cái làn sóng họ phóng đi từ chỗ nào. Nếu là cái ác tâm của Atula phóng đi, nó ở 31 thước đây, cho nên ta hạ xuống 25 thước. Cho nên hạ xuống 25 thước đó, mà bây giờ ta còn gặp một cái làn sóng điện nào nó phát đi 25 thước nữa, ta hạ xuống còn 19 thước, phải không? Cho nên hạ xuống 19 thước, mà ta gặp nữa, ta hạ xuống còn 16 thước. Cho nên như vậy đó, cái làn sóng điện của chúng ta đánh đi đó, cái này không bị nhiễu. Cho nên cái kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi nhận. Cho nên đó, có nhiều cái làn sóng để mà phát sóng, thì bây giờ đó, ta chọn cái làn sóng nào mà không bị nhiễu, không bị quấy, thì trường hợp này đó, trên bước đường tu của chúng ta này cũng vậy. Để chi vậy? Để cái trạng thái tâm hồn chúng ta được yên tĩnh. Cho nên trạng thái tâm hồn chúng ta được yên tĩnh thì cái này chọn làn sóng điện để đánh đi. Thì cái này là quý cô chọn làn sóng nào? Cái điểm này là quan trọng. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta đó, nếu mà phát sóng đó, thì phát ở 6 tầng này đó, thì không gặp nhiễu. Cho nên phát ở trong 6 tầng này. Cho nên tầng thứ nhất đó, bảo là ta niệm Phật. Cho nên ta niệm Phật. Trong lúc mà ta niệm Phật, cái làn sóng điện của ta đi là đi theo cái làn sóng điện của Phật. Mà niệm Phật đạt tới cái chỗ nhiếp tâm, thì như vậy đó, cái làn sóng của chúng ta nó đi thẳng về Phật. Từ cái chỗ Phật này đó,
ta nhận được cái sự ngược lại. Cho nên ta nghĩ tới Phật, Phật nghĩ tới ta, thì tuy là nằm ở trong một làn sóng rất là nhỏ như vậy, ta nghĩ tới Phật, Phật nghĩ tới ta. Mà Phật thì ở trên thành phố Hồ Chí Minh, còn ta ở Mỹ Tho, nhưng mà cách nhau xa như vậy, ở trong cái làn sóng vô hình này nó vẫn đi tới được. Ví dụ như bây giờ tôi ở thành phố Hồ Chí Minh mà đi trưởng này ở Linh Thú, cách nhau xa mình đó, nhưng mà đi trưởng nghĩ tới tôi nghĩ tới đi trưởng, cái này nhận nhau được. Đây là cái điều quan trọng, cho nên chỗ này Đức Phật gọi là đồng hạnh đồng nguyện này. Cho nên khi đồng hạnh đồng nguyện đó, nó có một cái mà ta gọi đó, gọi là thần giao cách cảm. Cho nên giữa một con người với một con người, nếu hai người đó mà đồng hạnh đồng nguyện với nhau thì hai người này cảm thông với nhau vậy. Cho nên cái phần này nó không phải là người tu mới có đâu, người đời mới có. Cho nên tôi có quen với một người mà bạn hồi xưa, cái anh này đó, anh đi lính anh chết đi, mà anh chết ở dưới sông đó. Mà cùng cái lúc mà anh chết đó, mẹ anh ở thành phố, mẹ anh ở thành phố, nhưng mà ảnh thì chết ở dưới Cà Mau, chết dưới sông. Nhưng mà cái lúc mà anh này chết đó, thì trường hợp mẹ anh ở trên thành phố đó, thấy anh đi về thăm mà người sủng nước hết. Cái chỗ này nè, cái thần giao cách cảm được. Thì như vậy đó, cái người mẹ nhận được tin chết của người con trước khi mà giấy báo tử về tới. 3 ngày sau giấy báo tử mới tới, nhưng mà người mẹ đã biết rồi, đã nhận được cái này. Cái này ta gọi là thần giao cách cảm. Nếu đồng một tần số thì nhận được. Cho nên đó, cái tần số này là tần số gì? Tần số này nên là giữa một con người với con người. Cho nên đó, mẹ và con, cái này nó có cái thần giao cách cảm rất mạnh, cảm được. Cái thứ hai nữa đó, quý thi sư để ý mình thấy này. Trên thực tế cuộc sống ta và trong vô hình của mày thôi. Ở trên thực tế này đó, nếu mà ta thấy nó một sư cô ở trong chùa mà thường hay gây sự, thường hay gây sự, thì cái sư cô này nó phóng cái làn sóng điện của cô đi là gì? Cho nên cái tần số của cô là cái tần số Atuna rồi. Cho nên cái tần số này là tần số Atuna, cho nên lúc nào cô cũng la và lúc nào cô cũng bị la thôi. Cái này là thực trên cuộc đời. Cho nên lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng la, lúc nào cũng kêu oan hết. Mà tôi ở trên tôi nhìn xuống tôi thấy chẳng quan tức chút nào hết. Toàn là mấy cô gây sự không, mấy cô cứ nói người ta gây cho mình. Cái này là do mình phóng ra trước mà. Rồi đến từ cái chỗ đó, giữa một người với một con người mà phóng ra trúng làm sóng điện đó, là nó bắt lên mình đó. Tại sao một cô này cũng ưa la, phóng ra trúng một cô kia cũng ưa la, hai cô này bắt được với nhau. Chứ còn nếu một cô này ưa la mà tất cả các cô khác đó, yên tĩnh niệm Phật hết đó, thì làn sóng này phóng đi nó không trúng. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên ta niệm Phật là tôi nói mình đưa cái làn sóng điện chúng mình đi khác đi, khác con đường của họ đi, cho nó la. Cho nên nó thì la qua tôi la, ta thì nhiếp tâm niệm Phật, hai con đường này khác nhau, không bao giờ gặp lại. Đó là trên cái bước đường tu mà kinh nghiệm của tôi đó. Cái khi phải sống chung với tất cả mọi người mà chúng ta không vừa lòng, thì lúc bây giờ đó tôi có một cái nhiếp tâm niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật đó, thì tôi có cái thế giới riêng của tôi, tôi có cuộc sống của tôi, mà những người xung quanh này đó, không tác động vô, không nhiễu được cái tầng sống này của mình. Thì như vậy đó, là trên bước đường tu chúng ta đã tạo được một cái đời sống tâm linh của chúng ta đó. Thì đây là tôi nghĩ là cái phần mà quan trọng nhất mà mấy ni sư kết hợp. Thì ở trên bước đường tu này đó, sanh tiền đó, mà ta tập ra được cái này trước đó. Để chi vậy? Để là trước khi mà chúng ta chết. Bây giờ tu đó để chuẩn bị cho khi chết. Thế nên tôi luôn luôn lúc nào cũng đã chuẩn bị cho mình cái sẵn sàng chết đó. Thế nên đang sống như thế này mà đã nghĩ tới chết trước đó. Chứ đừng nghĩ tới mình sống. Tôi thấy là đa số mấy ni sư đó, sắp chết tới nơi rồi mà cứ nghĩ sống, cứ nghĩ mình còn sống,
ta nếu còn sống tức là còn lo, còn lo, còn sợ, còn buồn, còn tính toán. Chết rồi nhưng mà còn tính toán cái này đi về đâu. Cho nên á, trên cái bước đường tu của chúng ta, tu này là gì? Đối với tôi đó là chuẩn bị cho cái ra đi của mình. Mà thường đó, ta nói là hướng về Niết Bàn hay hướng về Cực Lạc. Cái người tu phải như vậy thôi. Ở trên cuộc đời này đó, ta còn sống, ta phải làm việc. Nhưng mà cái chuẩn bị của chúng ta là cái cần nhất. Tại vì ta biết thế nào là ta cũng phải ra đi thôi. Ta không ở mãi đây được. Cho nên ở đây là cõi tạm. Cõi tạm mà ta còn ở thì ta phải làm. Nhưng mà khi nào ta hết ở là ta phải đi, phải chuẩn bị sẵn. Chứ còn để khi tới rồi đó, đi không kịp. Không có chuẩn bị là đi không kịp. Nên tôi thấy nó có nhiều hòa thượng, nhiều thượng tọa, nhiều đi trưởng, nhiều đi sư. Trên cái bước đường tu hành này đó, lo làm thật sự mà không chuẩn bị tư lương cho chính mình. Do đó tới chuyện chết, đi không được. Chết không được, đi không được, nằm đó thôi, cái này nguy hiểm. Đây là trên bước đường tu hành chúng ta nhận sai cái pháp hành mà rồi đó chúng ta khổ. Tất cả những người đệ tử của Đức Phật á, theo lời dạy của Đức Phật, họ tu hành á, họ sống cũng đơn giản nhưng họ chết cũng đơn giản. Sống đơn giản là như thế nào? Sống đơn giản tức là họ không có ý thức hơn thua phải trái với cuộc đời. Ai nói sao, ai làm gì đó, họ cũng mặc không bao giờ phản ảnh cái này đâu. Nhưng mà cái đạo đức của họ nó cao, nó ảnh hưởng tốt cho cuộc đời, thì cái này là đệ tử Đức Phật. Rồi á, họ sống như vậy, họ đã chuẩn bị sẵn, cho nên á, tới chừng họ chết á, họ chết cũng rất đơn giản. Cho nên như cái trường hợp tổ Phật Ý, ngài ở chùa Từ Ân á, đời thứ 35 của Tông Lâm Tế. Thì bây giờ đó, tổ Phật Ý có cái đặc biệt là trước khi ngài chết á, trước khi ngài chết thì ngài đem, ngài giao hết việc là cho đệ tử xong rồi. Ngài giao việc rồi, ông nào đi đâu, ông nào đi đâu, làm trụ trì chỗ nào, tổ nói hết rồi. Rồi đó, bây giờ đó, tổ nói là ngày mai thầy bị Phật phải không? Không sướng vậy đó. Cho nên đúng ngày mai chưa có bệnh hoạn gì hết đó, thì ông cụ lên ngồi trước chánh điện, ngồi đang chờ Phật rước nhé. Đây là cái việc quan trọng đấy. Cho nên khi mà ta chuẩn bị xong hết rồi đó, thì ta ngồi đó để ta chờ Phật rước được. Thì như vậy đó, hòa thượng ngồi nhập định cho tới 12 giờ trưa. Nó 12 giờ trưa đó thì tịch. Đây là lịch sử ghi rõ ràng. Nên là tới 12 giờ trưa là tới cái giờ giờ ngọ đi, thì đúng tới giờ đó thành. Thì cái người tu này đã có chuẩn bị, có chuẩn bị sẵn rồi. Cho nên ở trên cuộc đời này ta làm mọi việc để lợi ích cho cuộc đời, cái này là trách nhiệm chúng ta. Nhưng mà cái chuẩn bị cho ta đầy đủ đó, để tới cái lúc ta xả thân đó, thì cái này dễ. Còn các hòa thượng, các thượng tọa đó mà lo cho đời mà không lo cho mình thì không có chuẩn bị đó. Thì cái công việc nó kẹt cho mình rồi đó, có vị thì tới cái giờ lên chứng trai, lên chứng trai rồi nó ban đạo từ rồi, đứt gân máu rồi, liêm nửa người rồi, hôn mê rồi chết đi, cái này có. Cho nên có vị nó lên ngồi thuyết pháp xong rồi gục bàn chết luôn đó, cái này rất nguy hiểm. Thành ra không có chuẩn bị mà chết bất đắc như vậy đó, không biết là có được Phật rước hay không. Cái điều này là cái điều đáng lo. Thành ra riêng về tôi đó, tôi có suy nghĩ chỗ này. Cho nên đi thuyết pháp, đi thăm các trường hạ thì đi, nhưng mà tôi vẫn có cái chuẩn bị của tôi. Thành ra tôi có chuẩn bị của tôi chứ. Trên bước đường tu, cái điều này là điều quan trọng. Tức là cái nhiếp tâm niệm Phật của chúng ta, niệm cho đến khi nào mà tạo được cái mối liên hệ giữa ta và Phật, giữa ta và Phật có mối liên hệ thì ta gọi đó là được Phật hộ niệm. Trên bước đường tu đó, cái điều này là điều quan trọng nhất.
khi mà Phật hộ niệm cho ta, tức là cái đường dây liên hệ này, cái tần số này bắt được rồi. Mà có bắt được cái này rồi đó, thì cái trường hợp đó ta có cái sự chỉ đạo vô hình. Thì cái chỉ đạo vô hình đó, thì ở trên này đó, chúng ta làm việc nó vượt ra ngoài ngoài cái tầm vọng thức. Cho nên cái chỗ này Hòa Thượng Thích Tịnh dạy tôi đó, mà sau này tôi thể nghiệm tôi thấy đúng. Thế là Hòa Thượng nói, cái gì mà tôi có suy nghĩ thì tôi chỉ nói đúng được 60%. Nhưng mà tôi không suy nghĩ đó, thì tôi có thể nói được 80% hay là chắc chắn 100%. Cho nên cái có suy nghĩ là gì? Tức là vọng thức. Căn cứ cái này, cái kia, cái nọ của ta báo cáo được tổng hợp trở lại, được 50%, 60% là cùng. Nhưng mà được Phật hộ niệm, Phật lực gia vị tới cho ta, ta không cần suy nghĩ gì hết á. Nhưng mà ta nói đâu, ta thành sấm ở đó, ta thành sấm giảng ở đó. Cái điểm này là điểm quan trọng, cho nên Phật lực gia vị tới cho ta, để chúng ta có cái nhìn chính xác. Mà cái nhìn chính xác này đó là phần lớn người đời không thể đoán được. Cho nên người đời không thể đoán được đâu. Cho nên cái khi mà mới vừa giải phóng năm 75, 76 thì tôi thấy một số các thượng tọa, các hòa thượng đó, mà tôi thấy rất là quan mang. Quan mang chuyện này, quan mang chuyện kia, quan mang chuyện nọ. Người thì nói là chế độ mấy tháng, mấy năm rồi, 3 năm, 4 năm gì đó. Thật ra tôi nữa, tôi lên tôi hỏi Hòa Thượng Thí Tịnh á, theo Hòa Thượng nghĩ sao? Hòa Thượng hỏi, nói với tôi nữa là trường hợp, nghĩ làm gì? Tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này nữa, nó đều theo cái quy luật của nó. Cái điều quan trọng nhất là phải thấy cái quy luật để sống. Cho nên ngay bây giờ cái xã hội chúng ta nó an bài như thế này, thì ta muốn tu hành á, muốn được yên ổn thì chúng ta phải theo cái an bài này thôi. Thế là cái việc rất quan trọng. Cho nên một lời dạy và tưởng tượng là về tôi có sắp xếp lại cái cuộc sống của mình. Tại xã hội nó an bài như thế này, thì ta muốn an lành thì ta cũng an bài theo cái an bài của xã hội này. Cho nên người ta ăn bom thì mình cũng ăn bom, thì cái này là yên ổn nhất mà. Đây là sự thật. Tại vì xã hội nó như vậy mà. Người ta đi xe đạp, mình đi xe đạp. Chứ bây giờ để người ta ăn bo bo, người ta đi xe đạp, mà mình cứ nghĩ mình đi xe hơi, mình cứ nghĩ mình ăn cao lương mỹ vị, cứ nghĩ cái này kia, sao? Đối lập trở lại thì tự sát thôi. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta, tùy duyên mà hành đạo. Cái người mà thấy được nhân duyên, tức là hiểu được hoàn cảnh, rồi theo đó hành đạo đó, thì chúng ta được an ổn. Mà chính cái an ổn này đó, thì Phật lực mới gia vị tới cho ta. Mà gia vị tới cho ta rồi ta mới thấy được những cái việc đó ta làm. Thế nên quả tình ở trên 25 năm đó, tôi làm đạo rồi đó, tôi cảm thấy mình rất an ổn ở trong một cái thế giới mà mọi người chung quanh tôi luôn luôn dao động và bất an. Chỗ này đó là cái chỗ mà tôi tâm đắc nhất những lời dạy. Cho nên các bậc cao tăng họ chỉ cho ta một lời khuyên thôi, chứ không cần phải thuyết pháp ngày này sang ngày khác. Nhưng mà nếu ta nhận được, ta suy nghĩ và ta theo đó ta sống, thì cái trường hợp ta có kết quả được. Thì trở lại cái việc tôi muốn nhắc cho mấy ni sư là gì? Giữ cái tâm mình yên tĩnh để liên hệ được với Phật, với Bồ Tát, với Hiền Thánh. Đây là những cái quan trọng mà sau này đó, ta biết đó, trên cuộc đời tu hành chúng ta chỉ có mục tiêu chết rồi về đó thôi. Tức là về Niết Bàn, về Cực Lạc, về cõi Thánh thôi, chứ không về đâu hết đó. Thì muốn như vậy đó, thì bây giờ đó, ta nên phát hiện cái tần số này trước nha. Ta nên phát hiện cái tần số này để đem gắn vào tim chúng ta cái bộ phận thu nạp trước đã. Rồi đó, từ cái chỗ này, ở thế giới Phật, thế giới Bồ Tát, thế giới Thánh Hiền, thường ngày ta nghe cái này nhiều hơn là ta nghe trần gian. Cái điểm quan trọng ở chỗ này, ta nói trần gian ta bớt nghe bao nhiêu thì ta nghe ở thế giới Phật rộng bấy nhiêu. Cho nên chỗ này đó, cổ nhân khuyên chúng ta ít nói một câu chuyện, thêm niệm nhiều một câu Phật. Nghĩ tới Phật nhiều chừng nào thì tốt cho chúng ta chừng đó. Nghĩ tới thế gian nhiều chừng nào là khổ cho ta chừng đó.
Đó là một cái việc quan trọng nhất á, ở trên bước đường tu của chúng ta. Nhưng mà cái khi chúng ta nghĩ tới Phật, ta niệm Phật, ta được Phật gia bị tới, thì cái gì xảy ra cho ta đấy? Tâm chúng ta là tâm Phật, hạnh chúng ta là hạnh Phật. Cho nên mọi người nhìn ta mà nghĩ tới Phật, họ được an lành, họ theo chúng ta học tu thôi. Cho nên ta không cần khuyên, không cần bảo, không cần dạy họ, nhưng mà họ tự ý nghe, tự ý tu và tự sửa mình và trở thành quyến thuộc ta. Đó là trên cái bước đường tu mà tôi nghĩ là đúng nhất. Còn ngược trở lại, ta dạy dỗ bằng cách dày la mắng chữ bực bội tức tôi, thì cái này là gì? Ta đem cái chất độc mà ta truyền cho tất cả mọi người chung quanh ta, để rồi đó mọi người cũng nhiễm độc, cũng khổ. Cho nên thầy trò không nhìn mặt được nhau. Một người ngồi một góc, một người khóc, một người thì la. Đó là một cái việc quan trọng tôi muốn nhắc nhở cho tất cả chư thi chúng ta. Cho nên chỉ riêng năng niệm Phật để tạo cái mối quan hệ với Phật. Cho nên niệm Pháp tức là suy nghĩ những cái lời của Đức Phật dạy, để rồi đó ta thể nghiệm chân lý. Niệm Tăng tức là nghĩ tới những người bạn đồng học, đồng tu, làm sao khỏi mất lòng họ, để cho chúng ta có được cái bình yên mà ta tu hành. Cái này là ba cái niệm đó. Thứ tư là ta niệm niệm giới. Niệm giới này là gì? Này hơi xa hơn chút. Ta nói niệm giới đó, có nghĩa là ta nghĩ tới tất cả các cảnh giới. Ta nói các cảnh giới, các loại hình thế giới, chứ ta không bao giờ ta nghĩ chỉ có một thế giới nội người ta, và chỉ có một trái đất này không, ta nghĩ này. Ta nghĩ cả trong pháp giới có bao nhiêu loại hình khác nhau, rồi từ cái chỗ đó ta chọn lựa một cái thế giới nào đó của một Đức Phật nào đó, ta mới lập hạnh, ta tu theo. Cho nên đây ta bảo là chọn pháp tu, tức là chọn chỗ đến. Mà mỗi một chỗ đến như vậy nó có một số điều kiện, thì cái điều kiện đó ta tự tạo cái điều kiện này cho ta thì gọi nó là tu. Còn nếu mà quý vị không niệm giới, không biết cái chỗ nào mà cái cách thức, cái tuyển người như thế nào, thì bây giờ để chúng ta tu cái tu không không vậy đâu được. Tôi nói ví dụ như bây giờ nữa, có một cô nào ở trong này muốn làm giảng sư trong tương lai, nên muốn làm giảng sư trong tương lai thì cái chuyện này chuyện gì, tức mình phải suy nghĩ về cái ban hoằng pháp trung ương, phải nghĩ về cái ban hoằng pháp của tỉnh thành. Cho nên ban hoằng pháp của tỉnh thành họ hoạt động như thế nào, của trung ương họ hoạt động như thế nào. Khi mà ta suy nghĩ cái này xong rồi thì gì, ta mới suy nghĩ thêm cái nữa, cái điều kiện nào để trở thành giảng sư. Tất cả những cái điều kiện trở thành giảng sư này đó, ta lo ta làm cho đủ đi, đủ điều kiện này để ta gọi là tu. Cho nên trên bước đường tu này đó, là ta phải làm đủ những cái điều kiện mà của thế giới Phật này đặt ra. Khi đủ xong rồi đó, ta đem hồ sơ ta nộp thì nhất định nhận được. Cho nên bây giờ đó, quý cô ở đây mà muốn học cái khóa cao cấp giảng sư, thì chuyện bây giờ tôi muốn làm giảng sư, tôi muốn vô cao cấp đó, chỉ có muốn không đâu được. Coi thử coi cái điều kiện tuyển sinh của ta thế nào. Cái điều thứ nhất đây là gì? Tức là phải tốt nghiệp cao cấp hoặc là cao đẳng chuyên khoa, hai cái này chính này. Cái điều kiện người ta tuyển đó, ta thi tuyển đó, cho nên cao cấp Phật học hay là cao đẳng chuyên khoa thì cái này là cái tối thiểu. Cho nên ta muốn làm giảng sư cao cấp đây đó, là chuyện đầu tiên ta phải đi lấy cái bằng cao đẳng chuyên khoa trước rồi đó. Chứ không chịu lấy bằng cao đẳng chuyên khoa mà cứ nói tôi làm giảng sư, tôi học giảng sư, sao được, ai cho này. Nhưng mà lấy cái bằng này xong rồi đó cũng chưa đủ đâu, còn phải theo dõi có cái điều kiện người ta trên này ta đòi cái gì đấy. Cho nên bây giờ ta đòi cái lý lịch của mình như thế nào đây? Thì bây giờ này mình phải lo cái này xong rồi để kế đó coi thử khi họ thi tuyển, họ thi những môn nào để đây chúng ta luyện tập. Cho nên luyện tập thi tuyển, luyện tập xong rồi để tới chừng đó vào lớp thi thì ta viết bài được, ta nói được, ta chấm đậu cho ông vua chứ.
Thì trên bước đường tu này cũng vậy. Cho nên người tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông, nó cũng có cái nguyên tắc của nó. Cho nên có nguyên tắc chứ còn nói tu không thì không được. Cho nên mọi người phải nắm được cái nguyên tắc tu thiền, nắm được cái nguyên tắc tu tịnh độ, và nắm được cái nguyên tắc mà tu về mật tông. Thì lúc bây giờ thì chúng ta tu nhất định có kết quả. Những cái điều kiện cần thiết của nó, cho nên ta làm. Cho nên làm xong cái này rồi đó, thì cái trường hợp đi vào pháp tu đó, tôi nghĩ là rất dễ dàng. Còn cái bước ban đầu, cái chuẩn bị này chúng ta không có, rồi đó chúng ta tu không như vậy đó, tu hoài, tu mãn kiếp đó, cho nên 5, 6, 8 tốt nghiệp được. Cho nên trên cái bước đường tu thì tôi nhắc nhở cho chư ni ở đây những cái điều mà căn bản như vậy. Thì làm sao mà trên cuộc đời này đó, chúng ta tu mà liên hệ được với thế giới Phật, thế giới Bồ Tát, thế giới của Thánh Hiền, để sau này đó, chúng ta hết duyên ở thế giới này thì ta có điều kiện đi về thế giới kia. Thì như vậy đó, không uổng cái công của chúng ta. Thì trong mùa an cư tôi tới đây thăm ni trưởng cũng như toàn thể đại chúng, thì có mấy lời nhắc nhở như vậy, mong đại chúng lưu tâm để trên bước đường tu mình đạt được nhiều kết quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tượng máy bạc hòa thượng chứng minh cũng được độ nhường một trận mưa pháp. Những tuệ giác hòa thượng đã truyền trao cho chúng con xuất phát từ sự chân tu thật học, từ sự thực chứng qua chánh pháp của Đức Phật. Những sự nhắc nhở sắc tấn được truyền đi từ một đạo lực vô biên. Sự tiếp thu của chúng con ngày hôm nay sẽ là một hành trang vững vàng trên bước đường học Phật và trên bước đường hành đạo để báo đền ơn Phật. Với từ tâm vô biên của Hòa Thượng, chúng con với ngôn ngữ của phàm phu cũng không thể nào diễn đạt được tâm từ cao cả của vị tôn sư kính quý. Mặc dù từ nơi rất xa, xa thẳm của tâm hồn, Hòa Thượng đã hiểu biết được hoàn cảnh, nghiệp lực của ni giới chúng con, đã thiết thực giáo dưỡng, làm cho lòng chúng con nghe thật quan hỷ. Và cũng từ lời dạy này, chúng con xin được pháp hỷ vô biên. Và chúng con nguyện lấy đó làm tư lương trên bước đường tu học. Và giờ này đã là thời gian thứ tư trong ngày hôm nay, với niên cao sức yếu, Hòa Thượng vẫn đầy đủ nghị lực để truyền trao cho chúng con. Thì giờ này chúng con chỉ biết đảnh lễ tri ân và theo sự chỉ dạy của ni trưởng, ban chức sự trường hạ chúng con thành tâm sống sanh phẩm vật để dâng lên cúng dường Hòa Thượng, để biểu tỏ được lòng thành kính vô biên của ni chúng trường hạ của chúng con đối với ân đức cao dày của Hòa Thượng. Và giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng. Đi tưởng cố gắng niệm Phật rồi nữa đi theo Phật, nhớ không? Dạ. Rồi mọi việc trên đời này để lại cho người sau người ta lo, nhớ không? Dạ. Ở đâu? Ở kế bên. Rồi tắt nữa. Dạ. 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 Dạ.